Chuyện gì đang xảy ra với Khả Như? Hình ảnh mới nhất của Khả Như khiến dân tình bàn tán xôn xao. Thời gian gần đây, Khả Như trở thành tâm điểm chú ý của người hâm mộ. Nguồn cơn xuất phát từ việc nữ diễn viên liên tục để lộ bằng chứng đang hẹn hò với Huỳnh Phương, kém cô 5 tuổi. Dù vậy, người trong cuộc vẫn không lên tiếng làm rõ mối quan hệ trên. Mới đây nhất, diễn viên Khả Như bất ngờ khoe nhan sắc xinh đẹp, thần thái quyến rũ khi diện váy cưới cúp ngực. Ngay lập tức, dân tình đặt nghi vấn, phải chăng Khả Như đang chuẩn bị lên xe hoa ở tuổi 37 với bạn trai tin đồn sau khoảng thời gian dài hẹn hò bí mật. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Không loại trừ khả năng, Khả Như mặc váy cưới chỉ phục vụ cho mục đích công việc. Thực hư ra sao, chắc phải đợi người trong cuộc lên tiếng mới rõ. Hình ảnh Khả Như diện váy cưới khiến dân tình đặt nghi vấn. Phải chăng cô đang chuẩn bị lên xe hoa? Khả Như từng để lộ nhẫn kim cương ngay ngón áp út nhưng nhanh chóng lên tiếng cho biết. Đó chỉ là món trang sức. Tháng 3 năm 2024, Khả Như và Huỳnh Phương đi du lịch cùng vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật tại Thái Lan. Khi lọc vào ống kính của Tiến Luật, cặp đôi bị tóm dính những hành động thân mật như xoa đầu, đặt tay lên vai đối phương. Huỳnh Phương sinh năm 1992, 32 tuổi, còn Khả Như sinh năm 1987, 37 tuổi. Thế nhưng cả hai để lộ cách xưng hô gây chú ý khi gọi nhau là anh, em. Trên mạng xã hội, diễn viên hài FAPTV cũng nhập hội chỉ follow mình em khi theo dõi mỗi Khả Như. Mới đây nhất, Khả Như còn cùng vợ chồng Tiến Luật về Đồng Tháp, quê nhà Huỳnh Phương. Loạt bằng chứng hẹn hò khó lòng chối cãi của Khả Như và Huỳnh Phương. Khả Như từng chia sẻ về quan điểm giấu kín chuyện hẹn hò khi cho biết không phải ai cũng thích mối quan hệ của mình bị xã hội, mọi người xung quanh mang ra bàn tán. Nếu công khai tình yêu lên mạng xã hội, chắc chắn cả hai sẽ bị soi mói. Tôi biết nhiều trường hợp người trong cuộc mong muốn bảo vệ người yêu của họ nên chọn cách yêu trong bí mật. Và những mối tình đó vẫn rất bền lâu. Đối với tôi, chuyện yêu đương phải kín đáo. Đó là sự tôn trọng và là cảm xúc thiêng liêng mà những người đang yêu dành cho nhau. Vốn là người kín tiếng, Khả Như hiếm hoi chia sẻ về chuyện tình cảm,